Chào các bạn, đến với bài số 9 trong khóa học làm việc với Git. Bài này chúng ta sẽ làm việc với các remote repository. Nội dung của bài này chúng ta có tổng quan hiển thị các remote add mới remote repository vào một cái local repository và fetching pull dữ liệu, push dữ liệu xem thông tin của remote repository và remove và rename. Thì tổng quan đây để làm việc với một cái để thao tác với bất cứ một cái Git project nào thì chúng ta cần phải biết để làm cách nào để quản lý các remote repository. Remote repository thì là một cái phiên bản ở trên của cái dự án của bạn ở được chứa từ ở trên internet hoặc một nơi nào đấy để thao tác với các cái để thao tham gia mà làm việc cộng tác với các thành viên khác thì chúng ta có cách để quản lý phải biết quản lý các remote repository này để nhằm trao đổi dữ liệu, đẩy dữ liệu hay kéo dữ liệu về local để chúng ta làm việc hoặc sau khi làm việc thay đổi rồi chúng ta push lên để share cái code làm việc với thành viên khác để đồng bộ code với nhau thì chúng ta dùng pull hoặc push data. Khi chúng ta quản lý tốt thì chúng ta sẽ giúp cho việc teamwork dễ dàng hơn. Và trong dự án thực tế thì cái điều kỳ diệu của Git ở chỗ là các bạn có thể làm việc mà không cần mạng. Khi trong các cái bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách push, cách commit hay cách reset tất cả những cái thao tác đấy các bạn làm đều làm trên local, các bạn không cần mạng. Tuy nhiên khi các bạn muốn chia sẻ cái code đấy cho người khác thì các bạn cần phải push làm và làm việc với remote repository để chia sẻ việc đấy. Vậy để quản lý được thì chúng ta cần phải biết add mới một repository. Tức là một remote repository đã có rồi. Chúng ta có thể add vào một cái local repository để liên kết với nhau để có thể push dữ liệu lên hoặc có thể remove những cái remote repository không tồn tại nữa hoặc là quản lý các cái nhánh remote. Thì ở đây chúng ta show cách đầu tiên thì là chúng ta clone một cái repository có sẵn rồi từ một cái host. Thì các bạn nhìn thấy là cái host mà chúng ta hay hay là gặp nhất đó là GitHub. GitHub là một cái server Git chứa free các cái repository mà chúng ta hay dùng. Và đây thì chúng ta sẽ config làm sao để nó có thể clone. Khi các bạn clone về thì cái câu lệnh đầu tiên các bạn nhìn thấy các bạn mình sẽ bật cái git pet ở đây. Hoặc là các bạn có thể git pet từ đây mà các bạn cd vào. Git pet. Thì cách mình hay làm là mình sẽ mở từ đây. Bạn git clone. Bạn clone một repository về. Thì cái repository ở đây mình tạo thì mình có một cái tài khoản GitHub. Sau đó các mình sẽ vào phần profile, mình tạo một cái repository new, tên nó là git. Mình sẽ đặt là this is demo git cost public the initial readme. Đó, thì đường link của nó thì các bạn sẽ lấy ở đây. Đuôi chấm git. Sau đó các bạn đặt paste cái đường link ở đây, các bạn clone ra. Thì cái câu lệnh này nó sẽ download toàn bộ cái câu lệnh như cái mã nguồn của repository như các bạn nhìn thấy nó sẽ thành một cái thư mục có trùng tên với thư mục tên của cái repository. Bạn cd vào trong git. Nhánh mặc định của chúng ta khi clone về là nhánh master. Đó là một cái nhánh mặc định khi mà các bạn nhìn thấy nó ở trên này nó tạo mới ra thì nó sẽ mặc định là có một tên nhánh master và các bạn xem thông tin remote. Cái short name của mỗi remote repository được chỉ ra. Khi các bạn clone về thì mặc định của nó là cái remote đấy nó được liên kết với cái local. Đây nó tạo luôn một cái local repository và liên kết trực tiếp với cái remote repository. Để xem thì link của nó để link URL nào lưu trữ cái repository đấy. Chúng ta có read remote -v. Tên của nó mặc định khi mà chúng ta clone về
nó origin. Cái short name này chúng ta có thể chỉ định đổi tên nó không không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ là cái mặc định của Git thôi. Và đây có hai đường link, một đường link fetch và một đường link push. Fetch để chúng ta lấy dữ liệu, kéo dữ liệu về về push để đẩy dữ liệu lên origin. Origin là một cái tên, mình chỉ nhắc lại là một cái tên short name đại diện cho cái remote này. Các bạn có thể đổi tên được. Trên mỗi máy các bạn có thể để tên khác nhau. Lát nữa mình sẽ tạo mới, mình sẽ tạo mới một cái lesson 9 để các bạn nhìn thấy dễ hơn. Thì mình xem được thông tin là cái remote này nó nằm ở link nào. Sau đó ở đây chúng ta bước tiếp theo. Khi các bạn clone một cái có sẵn thì trong cái dự án thực tế các bạn hay làm như vậy. Nhưng mà nếu trong trường hợp các bạn có một cái remote local repository mà các bạn muốn liên kết nó với một cái đường đường link, liên kết nó với một cái đường dẫn từ xa, thì các bạn sẽ dùng cái câu lệnh là git remote add. Tức là các bạn có một cái local rồi và các bạn muốn liên kết nó với một cái remote để các bạn chia sẻ được cho người khác, thì các bạn sẽ dùng cái câu lệnh là git remote add. Xong đến tên, tên ở đây thì mặc định có thể là origin. Các bạn thích đặt trên cái, đây là một máy khác nhé, ví dụ đây là một máy khác này. Đã clone rồi và mặc định origin nữa. Cái này có thể các bạn sẽ đặt tên khác. Ví dụ như là tdu. URL của nó thì là cái, chính là cái URL này. Các bạn, đây không phải git repository, mình phải init cái repository. Sau đó mình mới add nó vào được. Như vậy là add thành công. Tên là tdu get remote. Cũng là vẫn link đấy nhưng với tên khác là tdu. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ fetching và pulling. Thì chúng ta có fetch, chúng ta có câu lệnh git fetch. Git fetch tên của remote, chúng ta có tdu. Chúng ta fetch về thì chúng ta làm một cái thao tác để chúng ta lấy dữ liệu, cập nhật các cái dữ liệu mới nhất về của cái repository đấy. Tuy nhiên để chúng ta nhìn thôi là nó có những cái gì mới không thôi, chứ không phải là hành động download dữ liệu về. Mà hành động download dữ liệu về là về câu lệnh git pull cơ. Git pull là tự động fetch và merge dữ liệu từ remote về trong về current working directory. Còn cái câu lệnh git fetch này chỉ là cập nhật thông tin, refresh thông tin. Bây giờ mình sẽ trong cái lesson 9 này, trong cái này mình đã có git, mình có một cái file readme rồi. Và bây giờ bên này mình chưa có cái gì. Bên lesson 9 này, bởi vì nó là add mới mà, nó chưa có cái gì. Vì vậy, mình sẽ git pull tdo master. Mình sẽ pull về. Đó, mình pull về thì nó đã cập nhật cái thông tin file readme từ trên đấy, bởi vì add vào thì nó chưa có thông tin gì. Và nếu mà giả sử mình có tạo mới một cái file, ví dụ như test.txt thì ở đây chúng ta cũng add bình thường, git add sao git status, add vào rồi xong commit lên trừ m bằng gọi là initial test. Đó, commit lên rồi. Sau khi commit rồi thì các bạn nhìn thấy là nó cũng giống như lần trước, các bạn push lên, các bạn push lên. Bạn dùng câu lệnh push git push. Câu lệnh này là câu lệnh mà các bạn sẽ đẩy nó lên server, tức là các bạn share ra. Công bài trước thì chúng ta không có, chúng ta chỉ commit xong thôi. Bây giờ chúng ta sẽ push lên tên của origin, cách push, cách tên origin, tên nhánh. Chúng ta sẽ push lên cái nhánh master của remote. Nhánh hiện tại của chúng ta là nhánh master và chúng ta cũng push lên nhánh có tên là master. Vậy sau khi push xong thì các bạn nhìn thấy là nó đã push thành công rồi. Và các bạn refresh. Refresh nó có một cái test ở đây.
Đó. Thì bên này chúng ta muốn lấy dữ liệu về, chúng ta dùng câu lệnh get pool. À, get pool. Tên của nó là origin. Hai thằng này có hai tên khác nhau nhưng đều trỏ đến một cái repository này. Mà nếu mà không ghi gì thì mặc định nó là master. À, git pull sai viết origin đó. Đó, nó sẽ tự get code về, hai thằng chia sẻ code với nhau thông qua cái origin, thông qua cái remote đấy. Mặc dù tên khác nhau nhưng mà nó cùng trỏ đến. Thì mình quan điểm hai cái này là hai máy khác nhau. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ show cái thông tin của origin. Đầu git remote show origin. Chúng viết sai origin. Ở đây là bên này của nó là tdo. Và nó sẽ xem được fetch put url, nhánh hiện tại là master, nhánh remote cũng là master. Bên này git remote show origin. Bên này phải là origin mới nhìn thấy. Đó. Tiếp theo, sau khi thêm thông tin rồi, chúng ta có rename và remove. Rename, bên này chúng ta có tdo, bên này chúng ta có origin, mình sẽ đổi git remote rename origin là tên cũ chuyển sang tên mới. Git status remote chuyển sang tdo. Vậy hai thằng git, vậy hai thằng này nó cùng tên là tdo rồi, cho nên là nó up to date. Mình git get bình thường. Các bạn cũng có thể remote cái nhánh hiện tại. Trong trường hợp các bạn trong dự án thực tế, các bạn có thể đổi URL của cái git này thì các bạn phải remote nó đi và sau đó bạn cũng add sau. Thì các bạn remote bằng cách là git remote có option rm tên của nó, remote cái sau bạn remote kiểm tra lại thì không còn gì nữa. Thì nhưng bên này là thư mục khác, nó cũng vẫn không liên quan. Nó vẫn là tdo nhưng mà các bạn rm tdo đi. Remote rm tdo thì nó đã mất. Để đó chính là cái cách để chúng ta làm việc với remote. Chúng ta có các lệnh như là clone remote trừ v để xem. Chúng ta có lệnh add để add một cái local vào. Chúng ta có pull và put dữ liệu. Nhánh cấu trúc của chúng ta chỉ có git put tên. Chúng ta nhớ short name mà chúng ta mặc định của nó khi clone về không chỉ ra nó là origin. Chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi. Cái tên này chỉ là cái tên chúng ta thì hiển thị để làm việc thôi, chứ không có git thì nó vẫn là một. Đó chính là cách để chúng ta làm việc với remote. Bài này thì cũng là một bài tương đối quan trọng. Cho nên các bạn có gì chưa hiểu, các bạn có thể comment bên dưới khoa học hoặc là vào forum support forum.tdu.com.vn để mình có thể giải thích. Cảm ơn các bạn.